Bộ phim Ngoài Vòng Pháp Luật 2 của điện ảnh Hàn Quốc bị cấm chiếu ở Việt Nam. Bộ phim The Round Up Ngoài Vòng Pháp Luật 2, thời lượng 106 phút của ngôi sao người Hàn Quốc Ma Dong Seok bị cấm chiếu ở Việt Nam. Lý do chính là vì phim quá bạo lực, vi phạm điều cấm của luật điện ảnh. Trước đây, có không ít bộ phim bị cấm chiếu ở Việt Nam, trong đó có số thì liên quan đến việc lồng ghép yếu tố chính trị, có số lại quá dung tục, bạo lực, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Bộ phim Ngoài Vòng Pháp Luật 2 bị cấm chiếu cũng vì lý do như vậy. Phim có nhiều bối cảnh ở Việt Nam, sử dụng hình ảnh công an nhân dân Việt Nam, nhưng lại để cho tội phạm nước ngoài mặc sức cướp của, giết người, nhận tiền để cho tội phạm chạy thoát, không biết điều tra phá án, tội phạm nhẫn nhơ hành động khác xa so với thực tế. Trong phim, thành phố Hồ Chí Minh được miêu tả như khu vực vô luật pháp, nơi tội phạm Hàn Quốc có thể bắt cóc và sát hại du khách. Điều này có thể dẫn tới hệ quả là gây ác cảm hoặc lo sợ, ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam tới du khách nước ngoài, nhất là những ai chưa tới Việt Nam bao giờ. Đồng thời cũng là cái cớ để những thành phần phản động đi chống phá, xuyên tạc về đất nước, con người Việt Nam. Phim có nhiều hình ảnh thể hiện cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man, vi phạm điều cấm đã được quy định trong luật điện ảnh năm 2018. Theo tờ My Daily, do Covid-19 phức tạp, giai đoạn 2020-2021, ekip làm phim không thể đến Việt Nam ghi hình như kế hoạch, phải tạo dựng bối cảnh ngay tại phim trường ở ngoại ô và chỉnh sửa bằng kỹ thuật đồ họa. Mặc dù biết là việc trong phim ảnh thì thường hơi hướng nhân cách hóa, nhưng cũng cần phù hợp với văn hóa của các quốc gia có mặt trong phim. Sức ảnh hưởng tới khán giả qua màn điện ảnh là cực kỳ lớn, nên các nhà làm phim cần phải cân nhắc và điều chỉnh cho hợp lý. Và Việt Nam cũng không dại gì khi đưa bộ phim vào trình chiếu phục vụ khán giả mà lại đi nói xấu về hình ảnh đất nước và con người mình. Người ngoài xem vào lại tưởng là thực tế Việt Nam đang diễn ra như vậy. Luật điện ảnh năm 2006 quy định phim nhập khẩu phải có bản quyền hợp pháp và không vi phạm quy định tại điều 11 của luật này. Trong đó điều 11 quy định về những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh như sau. Thứ nhất, tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 2. Tuyên truyền kích động chiến tranh gây xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động, lối sống vô nhân, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục. 3. Tiết lộ bí mật của đảng, nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật. 4. Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Rõ ràng, việc cấm chiếu bộ phim Ngoài Vòng Pháp Luật 2 là hoàn toàn chính xác đến từ cơ quan chức năng của Việt Nam.